Rồi, xin chào các bạn nhé. Trước hết là cảm ơn các bạn, cảm ơn các bác đã xem video này của chúng tôi. Thì trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn, giới thiệu với các bác một cái thảo dược rất là quý mà nhiều người có thể là chưa biết. Đó chính là cái tầm gửi cây dâu các bác nhé. Thì trên màn ảnh các bác đang nhìn thấy là cái tầm gửi cây dâu tươi ấy, đang hiện trên màn hình các bác ấy, nhé. Rồi thì một chút nữa để sau cái đoạn video này thì các bác sẽ xem cụ thể hơn về cả một cái vườn. Tầm gửi cây dâu được tôi quay cận cảnh tại vườn nhé. Đây xin giới thiệu các bác, đây là cái cành tầm gửi cây dâu tươi nhé. Người đây là một loại nhé, còn một loại nữa thì lá nó dày hơn, trong cái video sau thì các bác sẽ nhìn thấy loại khác. Còn đây là một loại lá to và mỏng nhé, nó cũng thuộc dạng tầm gửi cây dâu. Thì thông thường thì trên tầm gửi cây dâu thì có rất nhiều loại, nhưng mà hay có hai loại như này nhé, một loại lá to này và một loại lá nhỏ hơn, dày hơn. Để nhìn rõ hơn thì các bác sẽ nhìn cận cảnh hơn, tôi sẽ chỉ cho các bác. Đây đây là cái đây này các bác nhé, đây là cái cây dâu này các bác này, đây này. Các bác nhìn thấy không, đây là cây dâu đấy, đây là cây dâu, tôi sang xoay cho các bác xem này, cây dâu đấy. Đây là cành dâu đấy nhé, đấy rồi. Còn đây là cái tầm gửi cây dâu này các bác nhé. Đây các bác nếu mà nhìn chưa rõ thì bác sẽ nhìn ra đấy, đây đây chính là cành dâu này nhá nha. Còn đây là cái cành tầm gửi cây dâu này, nó ăn chờ cái cành dâu đấy. Đó. Đây này, chỗ này là chỗ tiếp giáp nha. Rồi đây đây cắt ngang của cái cành cành dâu các bác này. Thế còn cành tầm gửi đây, tôi bẻ ra cho các bác xem, nó rất là giòn đấy. Nó nghe tiếng tách phát đấy, đấy. Thì cũng nói qua các bác là về cái tầm gửi cây dâu này nhé. Về cái tác dụng của nó ấy, thì tác dụng của cành tầm gửi cây dâu này có rất nhiều tác dụng, đặc biệt nó có tác dụng về thận, về gan, về xương khớp, về lợi sữa, về các cái bệnh như bệnh về canxi. Vì theo một số nghiên cứu thì người ta nói rằng trong cái tầm gửi cây dâu này nó có cái canxi, gọi là canxi tự nhiên. Chính vì như thế tầm gửi cây dâu được dùng rất rộng rãi trong y học cổ truyền nhé các bác nhé. Trong y học hiện đại thì có nhiều người sử dụng nhiều thuốc, nhiều công ty dược dùng, nhưng mà người ta giữ bí mật, bởi vì đấy là những cái nghiên cứu của người ta. Còn lại thì trong dân gian thì thường dùng các cái tầm gửi cây dâu này về trong các điều trị về các bệnh như là bệnh viêm cầu thận này, bệnh phù nề này, rồi bệnh suy thận này, đấy. Rồi hai nữa là về bệnh gan này, ví dụ như là những bệnh về xơ gan cũng dùng được, rồi những bệnh về gan yếu cũng dùng được, rồi về thải máu mỡ, gan nhiễm mỡ người ta cũng dùng được, rồi về cao huyết áp người ta cũng dùng được các bác nhé. Có rất nhiều cái cách để dùng cái tầm gửi cây dâu này, nhưng mà thông thường ấy thì có một cách chung nhất là ta cứ mang về chặt ra thành đoạn ngắn một này, rồi sắc nước và uống thay nước trà hàng ngày. 1 kg tầm gửi cây dâu này thì nó cũng chỉ ngang với 1 cân chè ngon thôi, nhưng nó lại có tác dụng rất tốt về thận, về xương khớp. Các bác có thể lựa chọn giữa cân chè ngon và 1 cân tầm gửi cây dâu để các bác dùng. Tuy nhiên là chè thì uống nó ngon hơn là cái tầm gửi cây dâu này, nhưng chè thì hiện nay cũng không có nhiều cái tác dụng chữa bệnh. Đấy là quan điểm của chúng tôi như vậy. Còn tầm gửi cây dâu thì dùng vào một số việc như ví dụ như các bác lao động nặng mà bị đau lưng, đau sụn lưng chẳng hạn, thì các bác cứ dùng cái cành tầm gửi cây dâu này, các bác xắt nước các bác uống nhé. Rồi những người mà bị chật khớp vai, các bác cứ dùng tầm gửi cây dâu là các bác đun uống, các bác kiên trì các bác uống thì nó sẽ giúp các bác là giảm đau, rồi tăng cái về xương khớp. Những người mà bị bệnh loãng xương, nhà các bác cứ dùng tầm gửi cây dâu này nhá, các bác đun nước các bác uống. Rồi những người mà bị thoái hóa xương, vôi hóa xương khớp cũng dùng tầm gửi cây dâu này. Ngoài ra thì các bác có thể dùng cái tầm gửi cây dâu này kết hợp với một số các loại thảo dược khác để chữa thành những cái bệnh, những bài thuốc tốt hơn. Rồi sau đây thì mời các bác xem cái video cận cảnh cái vườn tầm gửi cây dâu của chúng tôi nhé. Xin chào các bạn nhé, lâu lắm này mới có dịp sang thăm mấy vườn tầm gửi dâu đây nha các bạn nhé. Quên mất lại nói luôn là tầm gửi dâu rồi, không thì từ từ đã nói. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Có thể là hơi ngược sáng một chút nhưng mà khá là nét đấy. Đấy, nha. Các bác nhìn thấy tầm gửi chưa? Đấy, tầm gửi dâu đấy nha. Rồi cận cảnh cho các bác xem này. Đấy nha,
Đấy, hàng thật 100%. À, cây này này, thích chưa? Đây nhá, cây thân cây dâu rồi các bác này. Đây nhá, thân cây dâu này nhá. Đó, tôi tia lên trên này các bác xem nhá. Đó, các bác nhìn thấy cả lá dâu tầm gửi chưa? Đó. Rồi. Bác nhìn thấy chưa? Đây nhá, cận cảnh một cảnh này. Các bác xem nhá. Đây. Bác nhìn thấy chưa? Tay tôi đang cầm này là cành dâu này. Ngón tay cái đang chỉ đây là cành tầm gửi nhá. Đấy. Rồi. Lấy một cành nữa cho các bác xem nhá. Đây nhá. Đây này, dâu đây này. Đấy nhá. Cành tầm gửi đây nhá. Rồi. Bác nào mà muốn mua tầm gửi dâu tươi thì liên hệ tôi qua số điện thoại 0932 3 0 3 5 nhá. Nếu mà không ở xa thì tôi sẽ làm gửi dâu khô cho các bác. Từ những cái cành tầm gửi này nhá. Hàng đảm bảo thật 100%. Rồi tiếp tục cái cây cành nữa cho các bác xem nhá. Đây nhá, các bác xem này. Đây nhá, cành dâu nhá. Tôi đi ngược lại nhá. Tôi đi ngược lại cho các bác xem nhá. Cành dâu nhá, tôi đi ngược lại này. Đấy, tầm gửi nè. Nhìn thấy chưa, bao nhìn thấy chưa? Đấy nha. Cành tầm gửi các bác nhìn thấy không? Chỉ tận nơi này. Đấy nha. Tầm gửi dâu nó có hai loại nhá. Loại lá to, lá bé. Đây này, cái lá xa xa các bác nhìn thấy không? Lá to hơn này. Đấy, còn gần gần đây này là lá bé nhá. Nhưng đều là tầm gửi dâu cả đấy nha. Rồi, tôi tua thêm mấy cảnh trên cao này nhá, cho các bác ngắm nhá. Đấy, tầm gửi dâu đấy các bạn, tầm gửi cây dâu đấy nha, rất nhiều. Đây là những cây rất là to, cổ thụ. Đấy, phía trên này này. Đấy, nha. Rồi, bác nào có nhu cầu sử dụng cái tầm gửi cây dâu thì liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại đang hiện trên màn hình của các bác này, 0932 340 345 nhé. Cảm ơn các bác đã xem cái video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Bác nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để luôn luôn nhận được những cái video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Cũng không quên các bác nào có những bài thuốc về tầm gửi cây dâu thì các bác cũng mách cho chúng tôi để chúng tôi biết để phổ biến cho bà con. Vì dân ta thì hiện nay nhiều người còn kinh tế còn rất khó khăn, nhiều người bệnh có nhưng không thể chữa được. Thì cũng mong rằng các bác biết thì các bác sẽ đóng góp cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đưa lên kênh YouTube này cho mọi người cùng xem, cùng học tập và cùng biết được những cái bài thuốc đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé.